Minh Eo Đùa Đông lại khui hàng ra một lô đẩy đan. Đây là lô đẩy tiếp theo của cửa hàng tôi. Lô này thì toàn đẩy đam A100. Còn cái lô mà cách đây khoảng một tuần tôi quay giới thiệu các bác thì nó lẫn đẩy đam 100, đẩy đam 52 La Mã và cả âm đi karaoke của Nhật. Lô này có tận 16 con, như ở đây mới về tầm 10 con, 11, 12 con nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể tham khảo những video mà tôi đăng trên cửa hàng, hoặc là đợi, hoặc là có điều kiện đến cửa hàng tôi xem trực tiếp. Những cái loại đẩy này thì các bác dùng karaoke gia đình cực kỳ hợp lý và hay. Đảm bảo các bác rất hay nha và khỏe. Các bác có thể cân hai đôi loa Bass 25 của Nhật karaoke đơn giản với các em nó. Mở lại được giá rất mềm, 3 triệu đồng một con đẩy Nhật xịn mà 3 triệu đồng tôi thấy quá đẹp. Quá đẹp luôn. Và hàng của cửa hàng tôi không bao giờ so sánh với những loại hàng nát trên thị trường hoặc là hàng... Bởi vì những sản phẩm tôi bán cho các bác đều có bảo hành cũng như là kiểm tra chất lượng cực kỳ tốt thì mới bán cho các bác, hoặc lỗi trong quá trình sử dụng những trong thời gian bảo hành cửa hàng tôi sẵn sàng đổi. Đó, đấy là những cái mà cửa hàng tôi có, và sản phẩm thì các bác yên tâm về chất lượng. Vâng, xin cảm ơn. Đấy là thông báo trước đã.